Phiên tòa xét xử dì ghẻ và cha ruột trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi bắt đầu từ sáng ngày 25 tháng 11 năm 2022 đã kết thúc vào gần 18 giờ tối cùng ngày. Tòa gia đình và người chưa thành niên thuộc Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bản án sơ thẩm với phán quyết tử hình đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái. Trong vụ án này, bị cáo Trang đã phải chấp hành hình phạt về tội giết người và hành hạ người khác, còn bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái chịu hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Chia sẻ quan điểm sau phiên tòa, luật sư Nguyễn Anh Thơm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bị hại cho biết, ông tôn trọng quyết định của tòa án khi tuyên bản án theo đúng cáo trạng viện kiểm sát đã truy tố đối với hai bị cáo. Vì chúng tôi biết rằng là việc xử lý Nguyễn Kim Trung Thái về hai tội này với cái hình phạt cao nhất của hai tội là 8 năm thì tòa đã cho là cái hình phạt cao nhất không giảm nhẹ. Chúng biết rằng là cũng thể hiện rằng là cái sự nghiêm minh của tòa án với cái tội danh mà viện kiểm sát truy tố. Tuy nhiên, luật sư cho rằng mức án của tòa án mới chỉ đảm bảo một phần yêu cầu, mong muốn của gia đình bị hại và luật sư khi tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Còn đối với bản án cho bị cáo Thái, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng tòa chưa xem xét thấu đáo quan điểm kiến nghị của luật sư về việc thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái từ việc che giấu tội phạm qua tội giết người. Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết sẽ tiếp tục cùng người nhà theo đuổi vụ việc và hy vọng ở cấp phúc thẩm sẽ xem xét. Đồng quan điểm, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, người bảo vệ quyền lợi cho bị hại, cũng thống nhất quan điểm bảo lưu việc thay đổi tội danh đối với bị cáo Thái. Thì nếu mà thay đổi tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái thì chúng tôi thấy là rất là phù hợp với cái luật bảo hành đường sắt ra đời. Thì tức là trong luật người ta quy định rất là rõ là dùng hung khí nguy hiểm là đánh vào cái vùng trọng yếu, là đánh vào trẻ em. Cho nên mình đã nói là trẻ em là phải được thương yêu, được chăm sóc, trẻ em là những người dưới 16 tuổi. Cho nên đánh vào cái vùng nào là cái vùng nguy hiểm hết. Nhưng ở đây đánh vào vùng trọng yếu là chúng tôi phải đề nghị là phải chuyển tội danh, ít nhất phải cố gây thương tích. Trước đó, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang là đặc biệt nghiêm trọng, quá tàn nhẫn, đê hèn nên cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội. Theo hội đồng xét xử, những hành vi của bị cáo đã gây ra cho bé gái 8 tuổi như cáo trạng đã nêu là xấu xa, ti tiện, hèn hạ, thực hiện động cơ đê hèn. Tại phiên tòa, bị cáo không khai được lý do nhưng vẫn thể hiện hành vi côn đồ, mất hết nhân tính nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là người có trách nhiệm chăm sóc con nhưng không can ngăn, bỏ mặc mà còn cùng bị cáo Trang đánh đập, chửi bới con mình. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Thái là hành hạ người khác, vai trò giúp sức với bị cáo Trang không đồng phạm tội giết người. Hành vi Thái xóa dữ liệu của camera, che giấu hành vi của Trang đủ cấu thành tội che giấu tội phạm. Vì vậy, hội đồng xét xử nhận định cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM truy tố hai bị cáo là đúng người đúng tội.